Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đến thăm chợ phiên của xã Hai Bình. Mình sẽ đi vào trong chợ. Đây, những hàng quán ở trong chợ Hai Bình chuẩn bị đón Tết. Bây giờ đưa lên cho mình ba. Vâng, vâng. Quên có phải cuối tuần không? Lấy quay không? Dạ. Có phải cuối tuần đấy. Hôm nay là vừa tình cảm là vừa nếu đi là vừa đập trái đúng không? Đúng rồi. Vâng. Đây những trái cây ngon sạch. Đây là những đồ chuẩn bị ngày ông táo lên trời. Đây là cô bán đậu này. Đây là cô bán đậu nha. Đây là tổng hợp những trong chợ nha. Đây cô đi bán cá chả này. Những món cá chả rất ngon. Vâng, quay chợ. Quay chợ Bình, quay chợ Bình nhỏ hay to? Quay bán rau à? Bán rau. Quay cả bán rau, quay cả bán bánh chưng. Bánh chưng đã có Tết rồi này. Đó. Tết hay ba? Quay chợ Tết đi. Đây chợ Tết mà. Đây hải sản đây. Đây là tôm nhé, tôm hải sản này, tôm là cá này. Sẽ tham quan qua, đây là một cuộc này. Tiếp tục là cá cháo. Dưa hồng, đây là những người bán hải sản bên chợ Hải Bình. Mực tươi này hả, rẻ mà ngon. Chợ Hải Bình rất rộng. Ai muốn mua mực, mua tôm. Đây là ghẹ này, ngon này, đặc sản dân miền biển này. Ai có nhu cầu thì đến chợ Hải Bình nhá. Đủ loại cá, cá nướng này. Đây là những người mua hàng. Đây là tôm tiếp tươi nè, đó đang còn nhảy. Ôi, quay cái khủng nha. Quay cái lục quay. Quay ta bù hàng cho mấy. Bù không được bù, đừng có quay nha. Đây là đặc sản cá thu nướng này. Ai có nhu cầu thì liên hệ đến chợ Hải Bình nhá. Đó. Đây là cá má. Má. Rất nhiều cá nướng, cá mối này. Mối. Thu này. Ông bầu. Bầu này. Đây là cô bán cá này đấy. Đây cá, cá nướng này. Đây những con tươi. Đồ hải sản rất là ngon, tươi ngon này. Đấy. Đây. Cá nướng. Rồi. Chợ bây giờ thì buổi sáng. Đây là chợ bánh gà. Gà. Bồ chạy hai bốn trên bồ chạy có ngang cái gì mà làm không sao? À. Quay hết. Đây là chợ trái cây. Khu bán đồ trái cây á. Rau củ quả sạch này. Mình đi sơ qua của chợ Hải Bình. Rất là ngon cà dưa đây. Đây cà dưa này. Cà dưa hành đây. Dưa. Đó. Dưa chua đây. Đấy. Ai có nhu cầu thì mua sang chợ Hải Bình nhá. Đây bà chú này nhớ mình. Cả lắm dưa đây. Cảm ơn bà rất nhiều. Đây mắm tôm, mắm tép, mắm nước mắm hải sản này. Đặc sản này. Oh, okay.
Đó, chị bán quần áo. Đây, cô đóng rượu. Đây là trứng này, đây là dừa này, dừa tươi á, người bán dừa. Quay, để lại em nè. Mình đi tiếp dọc. Sao đây, quay cái gì đây? Quay làm kênh mà. Kênh YouTube. Trời buổi chiều thì hơi không có người, đang dọc nữa. Sao bà cứ gọt đi. Quay đi. Bác số này, bác số vườn lại số cảnh của cháu đi đây. Xấu nhưng mà nó đẹp ở trong đây là được rồi. Xấu nhưng mà vẫn đẹp chứ. Mặt dứa chằn nhiều. Đây là cái chằn. Đây là dừa đây. Đồ con dừa bán trái chằn hoa quả. Mình sẽ đi dọc đây. Thấy gì không? Thấy chứ, xong thấy. Đây là ông trông coi xe này. Đó, nhìn này mua hàng, mua bán hàng. Lắm đồ nhưng mà ít người quá. Không bánh hoa bánh về bánh cứ bánh hàng ấy hoa quả chôm chôm này chôm chôm quả tươi này nó chỉ có ấy thôi, đồ thì nhiều người ít, ít người rồi nha. Đẹp cho quán tí thôi. Đây hàng hải sản tươi khô đây. Đó. Bạn nhìn lên. Đây là ruốc chua nhá. Đây. Món ruốc chua các thứ này, mực khô này. À, hạt. Tôm này. Đây, cô bán đậu. Không, đây là cô bán đậu. Bún đậu lên. Đây là cô siêu nhân ghẻ ngao. Những cô ghẻ rất chi nhanh. Tết chuẩn bị đón Tết. Vào kênh YouTube cô hay xem á. YouTube cô Thinh LTV là nó có, là nó hiện lên cô bấm vào đây. Không, thời sự nó không có đâu. Cái kênh này là kênh riêng, kênh cá nhân của từng người người ta tạo lên đó. Hầu như bên YouTube người ta tạo kênh riêng là hết nhà nhiều chứ họ không làm chung đâu. Mấy cổ văn hóa. Chưa đến nhà ông Táo bán hết rồi. Bán cá rồi. Quay là mất tiền anh ạ. Ồ, quay tí thôi. Trời ơi. Năm nay họ các bạn
cá vàng nó các chị đang chừng. Đây là con cá vàng. Đang xem luôn. Đó. Rất đẹp. Đẹp mắt. Bông. Đây là món gì đây? Cá chả. Đây là món cá chả. Đây là cá úc này. Đây là cá chưa cá ngát. Đây là cá căng. Căng. Ờ. Táo. Đây cổng nhà Thái Tuyến này. Đó, bán rong. Đây chợ bán rau á, cô bán rau. Đây là họ đang còn bán cá cháo, những con cá cháo. Đây cá cháo ngon. Bao nhiêu một cân mày? 100 ngàn. 100 ngàn một ký. 1 ký là 1 cân. Ô nhà choa này. Quay ô nhà choa đang chặt cái mày ăn gì mấy? Chặt mía này. Ô nước rồi. Bữa mày quay. Bán thịt heo đây, những người bán thịt heo. Alo, xin chào. Sợ ma vậy? Nên chừng hình như là cố rồi. Mày quay nha nha về chồng con ơi. Quay nha nha, cái gì mà nha nha, tao làm chương trình ẩm thực chợ búa. Nha nha, sao được nha nha. Đây là cá uốc. Và cá cháo, cá chim. Những người bán cá. 10 con đấy, 10 con rồi. Bán túi đi, bán túi đi. Cá mẹ con bán túi nào. Bán túi nào. Em làm video không ạ? Đây hàng ăn sẵn đây. Đấy. Đồ ăn sẵn. Đây, rất ngon thịt. Đây là trứng. Cái món ăn thường ngày của chúng ta. Quay làm tư liệu với sếp. Chào bà con đang mua đồ. Chào bà Phú đang mua gì vậy? Bà Phú đang mua rau. Bà Phú đang mua rau à? Bà ra là chuối con này, rau con này, trứng này, bà Phú này. Nên bà bắt đầu sạch nha. Bắt đầu sạch nha. Chợ búa sau những ngày áp Tết chứ. Trước những ngày áp Tết. Đấy thì quay ô thì quay ô chứ quay ai, ô thì nhiều. Ô có muốn xóa đẹp trái thì nhiều. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến thăm chợ phiên.
những cái túi không? Món hải sản tươi. Mùi rẻ rồi không? Chị cho bác sĩ 22 này, và chị bác cho em 20 rồi. Út tươi nha. Không, em mua được túi nào mua chị bút cho em. Út tươi này, hải sản. Đấy, tí thua một tiếp. Nhạc em mua 30 cho chân nhạc. Phải làm người em nhạc nhá. Không. Đây người đang mua hàng này. Đó. Hai là con ngao đấy, con ngao đấy thì chừng 220 một cân. Ngao rất là nhiều. Con ngao nào? Đây là ốc mỡ. Sau đây là toàn công viên cả lắm. Mất rồi đi. Ốc mỡ. Nếu này cái giải khấu đừng lấy ấy nữa. Đây là chừng 5 sạch cá. Đây bên đây là sạch cá. Ê. Những đơn nếm lại dành. Thôi dành hết đâu bao nhiêu đây. Đi trong trường kinh hàng đấy. Đây là chủ bán đồ hải sản tươi sống. Em đặt những con sò. Đang mua những con sò. Đây anh chàng làm thịt chó. Bán gì anh? Vâng, quay tí rồi. Bán thịt chó. Mà trả tiền luôn đó. Anh đang mổ thịt chó. Già hết cái mà, già hết mà đó. Chó nguyên các con. Cô này đang bán hàng này, bán cây trăng cho hoa quả. Quay phải phong bún đi. Quay. Quay cho chơi đi chứ quay đó. Quay lên mai kéo miếng lên nhìn đề đó. Núi này em ơi. Quay là nguy hiểm đó. Đây là quay cái ông bắt thịt chó rồi. Bắt ông thịt chó là bắt. Bắt thì dầu đỡ khổ. Đại ơi. Đây là những người bán.